Thưa quý vị, trước tình trạng sạt lở sông Bồ trên địa bàn thị xã Hương Trà diễn ra nghiêm trọng trong những năm vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt dự án kè chống sạt lở sông Bồ với tổng mức đầu tư gần 82 tỷ đồng, được triển khai trong giai đoạn 2018-2022. Trong năm nay, công trình khắc phục sạt lở sông Bồ đoạn qua địa bàn phường Hương Văn đã được triển khai. Hiện nay, chủ đầu tư và đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình để sớm phát huy hiệu quả của công trình trong phòng chống thiên tai tại địa phương. Những ngày này, tranh thủ thời tiết nắng ráo, công ty trách nhiệm hữu hạn Giang Sơn, đơn vị đang thi công công trình khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Bồ dọc đường Bửu Kế, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, đã huy động mọi phương tiện, thiết bị và hơn 30 công nhân để đẩy nhanh tiến độ nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra cũng như hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản khi có mưa lũ xảy ra. Hiện tại là đơn vị chúng tôi đã tập trung tất cả các phương tiện, máy móc, thiết bị và đặc biệt là con người. Hiện tại trên công trường là thường xuyên phải đạt từ 30 đến 35 người trên ngày đó là làm việc thường xuyên để đẩy nhanh tiến độ đáp ứng cái tiến độ tránh mùa mưa lũ xảy ra thiệt hại. Công trình khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Bồ dọc đường Bửu Kế, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt ngày 4 tháng 5 năm 2018. Quy mô xây dựng tuyến kè có chiều dài 462,5 m với tổng mức đầu tư 7 tỷ đồng, có mục tiêu khắc phục hậu quả lũ lụt, bảo vệ trực tiếp cho 150 hộ dân và cả công trình cơ sở hạ tầng dọc bờ sông Bồ. Thời gian thực hiện 1 năm kể từ ngày khởi công vào tháng 6 năm 2018. Theo kế hoạch, gói thầu xây lắp đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 là hoàn thành. Song, với sự nỗ lực quyết tâm của đơn vị thi công, sự giám sát chặt chẽ của chủ đầu tư là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế, nên đến thời điểm này, công trình đã thi công hơn 75% khối lượng. Đối với dự án chúng tôi thì được tỉnh giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư và triển khai vào cuối tháng 6. Đến thời điểm này, chúng tôi thi công đã hơn 3 tháng rồi và sản lượng công trình đạt khoảng trên 75%. Riêng chúng tôi và kết hợp với đơn vị thi công quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công trong thời tiết thuận lợi để làm thế nào cuối năm nay là dự án chúng tôi sẽ hoàn thành với mục tiêu đã đề ra. Sông Bồ là khu vực nằm trong vùng sạt lở được cảnh báo từ nhiều năm nay. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt dự án kè chống sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua các xã Phong An, Phong Sơn, huyện Phong Điền và các phường Hương Văn, Tử Hà, Hương Xuân, Hương Toàn, thị xã Hương Trà với tổng mức đầu tư 81,9 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 4 năm từ năm 2018 đến 2022 với mục tiêu ổn định lòng dẫn sông Bồ, tăng khả năng thoát lũ cho khu vực, đảm bảo an toàn tính mạng cho hàng trăm hộ dân sống dọc theo sông Bồ, cũng như đảm bảo an toàn cho tuyến đường tỉnh lộ 11B và các tuyến đường liên xã liên thôn. Đặc biệt là bảo vệ trực tiếp cho 1.350 hộ dân cư, 4.500 hecta hoa màu, đồng thời bảo vệ gián tiếp đất vườn và hoa màu cho hơn 3.500 hộ. Ngoài ra còn bảo vệ cả công trình kinh tế phúc lợi địa phương, hạn chế thiệt hại do lũ lụt gây ra trong những năm tiếp theo.